Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ nấu cái món cá kho nha các bạn. Lâu quá rồi, thèm cá kho quá. Giờ kho với xào một miếng su. Su nữa các bạn. Rồi, nguyên liệu của mình cũng đơn giản thôi. Hành tím, tỏi, tiêu, hạt nêm, muối, bột ngọt, đường và nước màu. Rồi xong, bây giờ mình sẽ mời tất cả mọi người cùng vào bếp nấu món một bữa cơm cho hai cha con nhà Henry nha. Hai mọi người, bây giờ uống một miếng cà phê lấy lại sức nha các bạn. Go. Bây giờ mình sẽ khử cái mùi tanh của cá bằng cách là mình phi một miếng tỏi. Nha. Còn cái phần tỏi còn lại này chút nữa mình sẽ xào su. Rồi á, mình phi cho cái tỏi này cho nó thơm lên. Xong là mình sẽ đổ cái cá này vô mình xóc. Mình xóc nó. Đây các bạn, bật lửa lên nè mọi người. Mình bỏ hành tím vô nha. Bỏ hành tím vô cho nó thơm. Rồi xong rồi mình đổ nước vô. Đổ cho nó xét xét cái cá. Cái này thôi. Rồi. Bắt đầu. Su xào lắm các bạn. Xào không vậy thôi, không có thịt hài hết á. Rồi, bây giờ mình sẽ cho một muỗng đường vô đây. Với một muỗng dầu gì sữa đặt vô hai chai bơ này á, là hai ngày trước á, em mua và em để ở ngoài vì bữa nay nó chín rồi, sẵn tiện em làm bơ cho hai cha con ở nhà rảnh rảnh thì ông xã của em có thể đem ra và đút con trai em ăn, ảnh khỏi cần phải làm và những cái việc này ảnh hơi vụng về lắm. Ngày hôm nay em dành thời gian ra để chuẩn bị những cái món ăn như vậy cho một ngày đặc biệt, đó là ngày mai em bắt đầu em đi học và học nghề chuẩn bị cho tương lai của mình, cho nên em sợ là ở nhà hai cha con không có đồ ăn, cũng như là ba Henry nấu đồ ăn không vừa ý và em ấy không ăn, cho nên em cố tình em đã nấu trước những cái món ăn như vậy để nhà cho hai cha con ăn. Thì sẵn đây là mình thông báo với tất cả mọi người luôn á, là mình đi học để sắp tới đây là mình sẽ xin việc làm và có được cuộc sống ổn định hơn. Và cảm ơn tất cả mọi người luôn theo dõi đồng hành video của mình trong suốt thời gian qua, mong là sẽ được nhiều sự yêu thương của tất cả mọi người hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người vào những video sau. Chào tạm biệt.